nhóm giả danh ăn xin ở phố cổ Hội An có vợ của Phan Văn Anh Vũ. Chiều 31 tháng 3, ông Nguyễn Văn Lành, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Hội An, cho biết liên quan đến đoạn clip về nhóm người giả trang ăn xin ngay giữa phố cổ Hội An gây hoang mang dư luận. Bước đầu cơ quan chức năng xác định những người này là người nhà của bị án Phan Văn Anh Vũ. Theo ông Lành, ngày mai ngày 1 tháng 4, phòng văn hóa thông tin sẽ phối hợp công an thành phố Hội An mời nhóm người này lên làm việc để tìm hiểu xem mục đích họ giả trang ăn xin ở phố cổ Hội An là gì. Ông Lành cũng thông tin, qua truy xuất camera an ninh, bước đầu cơ quan chức năng xác định nhóm người ăn xin đi trên hai ô tô. Trong nhóm 4 người giả danh ăn xin này có vợ và em vợ của Phan Văn Anh Vũ, ông Lanh nói. Nhóm ăn xin đi xe sang vào phố cổ Hội An. Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Đức Liên, trưởng công an phường Minh An thành phố Hội An, cho hay liên quan đến nhóm giả danh ăn xin ở Hội An, đơn vị hiện mới có thông tin ban đầu về hai phương tiện mà nhóm người này dùng để đi vào Hội An, đồng thời đang trích xuất camera an ninh để sâu chuỗi các hình ảnh nhằm xác định, làm rõ. Ngày mai ngày 1 tháng 4, chúng tôi sẽ ra thành phố Đà Nẵng làm việc với các chủ xe này, xem những ai điều khiển, ông Liên thông tin. Theo nguồn tin của phóng viên Thanh Niên, nhóm người giả trang ăn xin là người nhà của bị án Phan Văn Anh Vũ. Truy xuất camera an ninh, công an thành phố Hội An bước đầu xác định nhóm phụ nữ ăn xin này đi trên hai ô tô. Trong đó, một ô tô đứng tên Phan Văn Anh Vũ và một ô tô đứng tên Nguyễn Thị Thu Hiền, vợ của Phan Văn Anh Vũ. Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 31 tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 47 giây ghi lại cảnh 4 người trong bộ dạng rách rưới, đầu đội nón cởi, vận trang phục của người ăn xin ngồi cầm tô dơ ra xin tiền người qua đường giữa một ngã ba phố cổ Hội An. Nhóm người này ngồi cách xa nhau khoảng 1 mét, liên tục chỉ tay ra mọi hướng xin tiền. Kế đó, có hai thanh niên cầm tiền đi qua đi lại rồi phát cho từng người. Rất dễ nhận ra đây là một cảnh giản dựng để quay clip bởi người ăn xin được yêu cầu từ từ, làm lại để người bố thí vừa phát tiền vừa dùng điện thoại ghi lại. Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người dân ở thành phố Hội An cũng như cộng đồng mạng bày tỏ sự hoang mang. Không ít người chỉ trích hành động thiếu suy nghĩ của nhóm thực hiện cảnh quay trên. Nhiều người đề nghị phải làm cho rõ nội dung đoạn clip giả danh ăn xin này của nhóm người nào và xử phạt nghiêm khắc. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch thành phố Hội An, cho biết đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhóm này có sự bàn bạc, trao đổi khi thực hiện các cảnh quay rồi đưa lên mạng xã hội nhằm mục đích câu like, rõ ràng đây là hình ảnh giản dựng. Ông Sơn cũng cho hay sẽ tìm và xử lý nghiêm hành vi giả trang ăn xin này. Hành vi của nhóm này là không thể chấp nhận được, nhất là ở thời điểm dịch bệnh đang hoành hành thì nhóm người này lại lợi dụng tình hình để câu like, làm hoang mang cho người dân. Giống như cái đường giờ giống như đây giờ nó không giờ chạy chạy đâu mà xong rồi đường thủy qua đụng dữ vậy. Chén ba phi mà ngồi trên sùng ba lá nhìn tiếu quá ha mọi người. Ồ, cá nó tính phóng bay ngoài. Ồ, đã quá. Wow, em nữa.
Đây nãy giờ quên giới thiệu với mọi người là đây là phong cảnh xung quanh nhà Triệu Hồ TV. Đây. Có rất nhiều cảnh vật. Đây. Liện em cá ở đây luôn Ba Phi ơi. Hai con vô mẹ nó nhảy ra. Có hai con đâu nhảy ra được. Em ở đây cho mọi người thấy là cảnh đi bắt cá nó nhìn nó đẹp thế nào. Lôi cuốn hấp vẫn vẫn. Đó. Lưới tuốt đây luôn hả? Đây mạo hiểm luôn, camera mạo hiểm chơi sát nước luôn. Người ta thăm không đặng thăm kia đi tới luôn.